Thưa thầy Bu, hôm nay con mang người yêu về ra mắt ạ. Quý hóa quá, mời bạn vào đi con. Vào đi em. Cháu chào hai bác, cháu là Thị. Người yêu con là gái phố đấy nhé. Ê, cháu ở phố nào? Phố lên đèn là bé lên đồ. Ê, không, cháu ở phố huyện ạ. Thì bố mẹ cháu làm nghề gì? Công việc chính của họ là làm bố và làm mẹ của một hoa hậu như cháu ạ. Con bé này vui tính quá. Chắc bố mẹ nó là diễn viên hài ông nhỉ? Nhà bác sạch đẹp quá, cứ như là có ô xin dọn. Nhà anh thay nhau dọn đấy. Ê, em thấy nội thất nhà anh thế nào? Bộ bàn ghế cũng đẹp đấy. Còn cả cục wifi này nữa. Ôi, cháu chưa thấy cục wifi nào đẹp như thế bao giờ. Cháu cũng biết ăn chơi đấy. Đấy là cục home wifi mới nhất của Viettel. Nó có tốc độ nhanh như cách phụ nữ tịch thu lương tháng của chồng. Vì nó phủ sóng khắp cả căn nhà và xuyên qua mọi bức tường. Thế mật khẩu là gì ạ? Pat Wifi là tên của một người phụ nữ xinh đẹp trong nhà anh. Ồ, thế là không có mật khẩu à? Pat là tên của bu anh đấy. Thôi, cả nhà mình mời cơm nhỉ? Con mời thầy, mời bu dùng cơm ạ. Ăn như các con. Món cà muối là món tủ của mấy anh. Thị này, con gái cần phải biết công, dung, ngôn, hạnh. Đó là những nét đẹp mà người phụ nữ Việt Nam chúng ta cần phải ghi nhớ. Cháu lại là gái phố, càng phải sống văn minh, lịch sự. Lúc đấy, người ta mới càng nể phục. Dạ vâng ạ. À, em ăn cà. Bắn vào mắt thầy anh, làm ông cụ bị bỏng rác mạc rồi kìa. Tại bu anh muối cà mặn quá, chứ liên quan gì đến em. Thôi, em vào dọn dẹp, rồi rửa bát đi. Phụ nữ hiện đại là không rửa bát, làm việc nhiều, loãng xương lắm. Phụ nữ bị loãng xương, nguyên nhân chính là do đàn ông ra trưởng đấy. Kìa em, rửa bát cũng là một trong những nét đẹp của người phụ nữ. Em làm việc nhỏ, còn anh bôn ba với những sóng to gió lớn ngoài kia. Anh chấp nhận lỗi để em được lợi. Bởi vì phụ nữ là cục nợ đời mà ai cũng muốn như anh. Vâng, thế để em đi rửa. Cũng may là nhà này ít người. Quên chưa kể với em, bố mẹ anh đẻ được 12 người con. Cứ đến bữa tối là đông vui lắm.